hàm luôn rồi. Dữ lắm. Ô, quá mạnh. Rồi lúc trên bà mắc lại cứu trợ cả nhà ơi, quá chừng đúng rồi. Máy kéo lại luôn nữa. Dữ lắm quậy cái chặng này mà. Hai qua cái lại luôn. Máy kéo và máy cáp nữa. Dữ lắm luôn cái trận này mà. Máy kéo ngoài hết cái lầy luôn rồi. Rồi nhóm mạnh lên. Chín ba lúng mà 105 kéo nè, quá cứng luôn rồi. Trăm lẻ năm kéo mà còn bựa nữa đó, dữ lắm lầy luôn mà. Ở trước lúc hàm luôn rồi. Dữ lắm luôn mà. Chầm lớn năm mà kéo không lên nữa đó. Ướt hàm hết trơn rồi. Anh tài xế ngồi ngược chạy mà còn không lên nữa đó. Quá cứng luôn rồi. Dữ lắm lúng mà kéo hoài không lên. Đưa vô giữa cái bờ này dữ lắm lúng luôn mà. Rồi nhóng mạnh lên xả dây ra rồi. Thâu dây là mới được. Chắc kéo nằm lạng đã trơn rồi. Xám làm Cần Thơ mãi đỉnh luôn. 93 cái 93 quá chì rồi. 105 kéo lên không nổi nữa mà. Lúng ghê hồn lúng nữa đó. Lúc hàm hết trơn rồi giữa ruộng nè. Tới hàm luôn nước không. Châm lá năm mà kéo không nhúng nhích đó. Lúc hàm luôn rồi, nhóm rồi. Mệt việc lụng luôn.
lắm luôn mà. Khán giả ngồi câu một hàng vậy đó, hết biết lúng luôn rồi, chân này móc luôn, kéo không nổi xuống móc luôn nữa. Chầm lấy năm mà kéo không lên nữa. Tại đây là KH6 là nghe cả nhà, KH6 xã Đồng Bình, Thới Lai, Cần Thơ ra, 65 Cần Thơ mãi đỉnh luôn mà. Nước lúc hàm móc luôn rồi. Bị độn hàm luôn rồi. Hết biết lúng mà chầm đã nằm mà kéo không nổi nữa. Chân này móc luôn rồi. Lại giữ lại chứ. Móc ra rồi. Ngóc ra chặn ai luôn rồi. Chính ba lại quá chừng lại luôn. Hết biết lại rồi. Anh em bu móc ra hết trơn rồi. Có máy cắt sẵn đâu mà còn mặt móc nữa. Này thì thôi luôn rồi. Quá chừng lúng luôn rồi. Lúng máy kéo chạy không nổi luôn mà. Dữ lắm lúng luôn. Lúng mà chạy vô lúa luôn á. Dữ lắm luôn mà. Hai cái máy cắt lúng hết trơn luôn. Giờ tới máy kéo nữa. Rồi bu là đẩy ra nè. Dữ lắm cái trận này rồi. Ô, quá mạnh. Rồi lúc máy kéo luôn rồi, đẩy hay quá. Nó nhổng ba đa ăn sao lên rồi. Dữ dằn thiệt.
rồi banh lúa luôn rồi, lúng quá chừng lúng mà. Bây giờ đưa vô hai, một chiếc máy kéo một chiếc máy cắt kéo lên thử cho lên nổi không, hai cái một luôn, giữ dằn lúng cắt kéo gì lúng chặt trơn banh tành hạt trơn vậy đó. Hỗ trợ thêm cộng dây xích nữa. Khán giả quá đông luôn rồi. Hết viết luôn rồi. Bắt đầu bắt dây xích vô nữa. Quá chừng cũng dây chuyền rồi. Chân này chơi hai cái một nè. Chuẩn bị màn hai cánh một. Mạnh lên, hai cái một luôn, quá dữ lên rồi, nhóm rồi, nhóm mình rồi, thối mịt mù luôn, 105 ngợp khối luôn rồi, quá ngon luôn rồi, lúc hàm với nước luôn, tới luôn. 105 vừa cắt vừa kéo luôn. Chữ lắm luôn mà. Banh tạnh hết trơn rồi. Càng ngày càng lúng luôn mà. Hết viết rồi. Nhiều thâu chứ chết lỡ. Trăm lẻ năm ăn trước lầy nữa rồi, chạy không đi luôn. Lũng mà kéo lũng luôn rồi, hết quyết cái trận này rồi, tới phần tiện bữa nay luôn rồi, rồi nấu dây vô kéo tiếp nữa. Rồi kéo luôn hai cái kéo, 105 bên kia lầy nữa rồi. Chính và kéo lên thì tới 105 lầy nữa rồi. Rồi hụ mạnh tới. Dính đùm với nhau hết trơn rồi. Hết biết luôn rồi. Ngoại lỗ ăn trước hết, dữ lắm cái lỗ luôn mà.
khán giả câu hết biết đông luôn rồi. Người đời ba tiếp tục. Lại hoài tới luôn mà. Kéo chịch khối hết trơn rồi. Đeo cũng dây chuyền quá trừ quá dữ.